mà làm. Âm dương của ta đây. Chuyện gì xảy ra? Đúng là y phục của hoàng tộc. Cứ như là mình sinh ra để bận cái bộ trang phục này vậy. Như ta đây là Đông Cung Hoàng Thái Tử, số trời định sẵn là sẽ được làm Thái Tử. Đỉnh đạt, có thừa. Ngày hôm nay muôn dân trăm họ, kẻ nào biết thiên cơ mà theo phò ta đó thì ắt hẳn sau này sẽ được trọng dụng. Còn như kẻ nào dám khinh thường ta đây á, Thì ta sẽ ha. Mày không sẽ bị đòn, mày khùng quá đi. Tối ngày không lo mai đi, cái áo chưa giao xong cứ đứng mà bận vô hoài. Mày biết cái này là đồ của ai không? Đồ của hoàng cung. Lỡ hoàng cung thấy tôi lại chém đầu tao như mày sao? Cởi đa máng lên. Trời ơi, ông làm cái gì dữ vậy? Thì cái áo này tôi mai, tôi có quyền thử nó. Mình thử đi, có ai thấy đâu mà sợ. Trời ơi, lỡ xui người ta thấy làm sao? Cái áo cái này là của hoàng cung mà cứ bận vô hoài. Tao còn không dám bận mà thấy không? Tại vì ông nhát, ông không dám bận. Mà tôi cũng nói cho ông nghe nè, chính nhờ tôi bận cái áo này nè, thì tôi mới biết được là cái cốt cách hoàng tộc của tôi. Mày nói mày có dòng máu của trong hoàng cung. Trời ơi, tối rồi thì sợ quá. Bây giờ mới tưởng vô hoàng cung làm hoàng tử phải không? Dạ, em mời anh hoàng tử ra khỏi nhà, khỏi mai, khỏi làm thợ gì nữa. Giàu quá làm thợ mai chí không? Ý ông nói là ông đuổi tôi hả? Ông khỏi cần đuổi, tôi cũng không làm việc với ông đâu. Tôi nói cho ông nghe nè, bây giờ á tôi sẽ tiến cung. Và sau đó tôi sẽ làm hoàng tử. Và khi chúng ta đã làm hoàng tử, tôi sẽ quay về đây. Tôi sẽ cho quân lính đốt hết cái tiệm mai này. Còn riêng ông dám quýnh đầu hoàng thái tử hả? Được rồi, lúc đó ta sẽ trảm ngươi và biêu đầu giữa chợ. Biêu đầu giữa chợ. Mày khùng quá mày. Mày mơ tưởng quá đi. Thôi, ra khỏi nhà giùm tôi đi ông tào lao không? Dám chửi hoàng thượng tào lao là xúc phạm. Ngươi để đó. Đi luôn đi mày. Đừng có dạy cái tiệm tao nữa nha mày. Đưa tay lấy cho tao. Mày không đưa tao chém. Chết. Ba con ơi, cướp. Ai mày ơi? Chết kìa. Ba con ơi, cướp. Nè, chú em mày có bị sao không? Đa tạ huynh, tôi không sao. Cũng may là huynh nhanh trí, hô hoáng lên khiến bọn cướp sợ bỏ chạy. Nếu không á, tôi bị bọn chúng chấn lột rồi. Nói thiệt với anh, nếu mất cái tay nãy này, chắc là tôi phải chết theo nó thôi. Một lần nữa xin đa tạ anh, ơn này sánh bằng ơn cứu tử. Tôi tên Văn, còn anh? Tôi tên là Sủ. Mà thôi, qua kia nói chuyện. Chú mày ngồi đây đi. Nếu như mà lần sau đi đường lỡ gặp bọn cướp á, nếu cảm thấy không ổn á, thì cứ đưa ngay cái túi nải này cho tụi nó để còn bảo toàn mạng sống nữa. Dạ, không được đâu anh. Cái tay nải này á,
chứa một thứ quan trọng còn hơn mạng sống của tôi nữa. Trong đây có vàng bạc hay cái gì mà quý hơn nó? Không giấu gì anh, trước khi lâm chung, mẹ có giao cho em báu vật này. Mẹ dặn là bằng mọi cách phải đưa báu vật này đến tận tay nhà vua, liên quan tới cả Sơn Hà xã tắc đó anh. Chú em đang trên đường lên kinh đúng không? Dạ đúng. Vậy chứ em gặp Mai rồi, anh cũng đang trên đường lên kinh nè. Thôi hai anh em mình đi đi. Vậy là có anh đi cùng rồi. Đi nè. Dạ. Sao lại đau bụng dữ vậy nè? Ân Nhân nè, anh trông chừng cái tai nãy này giùm tôi. Đi nhanh đi. Thứ gì mà hệ trọng vậy ta? Trời ơi, đúng là kinh thiên động địa. Quá ra cái thằng này là giọt máu rơi, đứa con thất lạc của đương kim hoàng thượng. Yên cha mẹ ơi, mà trong lúc này nhà vua đang giáo bố cáo tìm khắp nơi mà nhà vua lại không có thái tử, mà mẹ nó năm xưa lại hầu ngài. Chết rồi, mình đã từng hy vọng, mình hy vọng cha mình. Thôi không được, không được, không được. Thằng này mà ra trình diện một phát với bức thư này là xong. Dèo một cái này nó sẽ lên ngôi cửu đỉnh. Làm sao đây? Làm sao? Mà tại sao không phải là mình? Cái thằng này nó có hơn gì mình đâu chứ. Ông trời ơi, ông trời, sao bất công với con quá như vậy? Báo, ngoài kia có một thư sinh xin được vào ý kiến hoàng thượng, nói là chuyển di ngôn của mẹ mình. Cấp báo, cấp báo. Hỗn láo, thứ nhân sao lại dám vào đòi vào gặp mặt rồng? Ra đuổi hắn đi đi. Không được, nếu là chuyện chuyển di ngôn, ắt là có gì đó hệ trọng. Ta linh cảm có điều gì đó bất thường, truyền cho hắn vào. Xin tuân lệnh. Tự xin ra mắt thánh thượng, chúc ngài trường thọ. Ta miễn lễ, hãy trình tấu đi, ngươi là ai? Thưa hoàng thượng, tự xin người làng Cổ Mai, tên Văn, họ Đinh lấy theo họ mẹ. Làng Cổ Mai, hình như ngài còn làm thái tử. Ta có ghé qua đây ở lại mấy đêm thì phải. Phong cảnh ở đó rất là đẹp. Dạ bẩm hoàng thượng, đúng là như vậy. Dân làng tự xin vẫn lấy làm vinh hạnh khi nhắc đến tiếng du hành năm xưa của hoàng thượng. Vậy sao? Tiếc là bây giờ sức khỏe của ta không còn cho phép nữa, chứ nếu không ta sẽ ghé qua đó để tìm một người. À, mà ngươi nói mẹ ngươi là họ Đinh à, tại sao ngươi không mang họ cha? Dạ đúng thưa hoàng thượng, mẹ tự sinh là Đinh Thị Liễu. Từ lúc lọt lòng, tự sinh đã không có cha. Đinh Thị Liễu? Đinh Thị Liễu à? Không lẽ nào? Nhưng hôm nay ngươi đến gặp ta để tâu chuyện gì? Chẳng phải khi nãy quân hầu vào báo
Ngươi muốn chuyển di ngôn của mẹ ngươi sao? Dạ đúng. Mẹ Tiểu Sinh trước khi mất có dặn Tiểu Sinh là bằng mọi giá phải xin được ý kiến hoàng thượng và dâng cho hoàng thượng bức thư này. Bức thư nào? Mau đưa cho ta coi. Tôi chết, bức thư đâu rồi? Dạ bẩm hoàng thượng, bức thư đã biến mất rồi. Xin hoàng thượng tha tội. Thưa hoàng thượng, rõ ràng là tối ngày hôm qua Tiểu Sinh còn cầm bức thư trên tay để coi. Không hiểu tại sao. Nè, ngươi hãy tìm lại cho kỹ đi. Nói có sách, bách có chứng. Tại sao lại mất được chứ? Có ai biết ngươi đang giữ lá thư đó không? Dạ thưa hoàng thượng. Thưa hoàng thượng, dạ có một người, đó chính là ân nhân của Tiểu Sinh. Số là vậy, trên đường đi Tiểu Sinh gặp một bọn cướp, nhờ có sự ra tay giúp đỡ của ân nhân nên Tiểu Sinh mới toàn mạng. Và rồi ân nhân đi cùng Tiểu Sinh và làm bạn cho đến sáng ngày hôm nay. Được, ta sẽ cho truy tìm người đó. Nhưng người nói tiếp tôi nghe, mẹ ngươi đã viết gì trong thư chứ? Dạ Tiểu Sinh không biết, Tiểu Sinh không dám mở ra đọc. Vậy nghe ta hỏi, hồi còn sống mẹ ngươi làm nghề gì? Dạ bẩm hoàng thượng, mẹ Tiểu Sinh chỉ trồng dâu nuôi tầm. Nhưng mà mẹ Tiểu Sinh có tài thi phú rất giỏi và hát rất hay. Muôn tâu bệ hạ, ngài có nhớ chăng cô thôn nữ ngày xưa ở làng Cổ Mây cũng trùng tên với mẹ của chàng trai này. Lúc đó thần hãy còn là một cấm vệ quân theo hầu thái tử. Dường ngương, ta đã linh cảm được điều gì rồi. Ngươi nói ta nghe, có phải nhà mẹ ngươi đằng sau một khóm trúc nhìn ra một đầm sen thật là đẹp phải đúng không? Và mẹ ngươi chính là cô gái mồ côi sống trong ngôi nhà tranh đó, Đinh Thị Liễu. Mẹ ngươi chính là nàng đó sao? Dạ, dạ đúng thưa hoàng thượng. Hoàng thượng nói tất cả đều đúng hết. Ngươi sinh ngày mấy tháng mấy? Dạ thưa hoàng thượng, Tiểu Sinh nghe mẹ kể lại, Tiểu Sinh sinh vào rằm tháng 6 năm Nhâm Tuất. Tâu bệ hạ, xin chúc mừng ngài, y như hai giọt nước. Con hãy đứng lên đi, và lại lên đi với ta. Con chính là đứa con thất lạc mà lâu nay ta hằng tìm kiếm. Tha lỗi cho ta, mẹ con không hề báo ta biết là nàng đã mang thai. Thật đúng là hồng phúc tổ tiên cao vậy. Chúa cho con việc tìm được cội nguồn của mình. Dạ con đã làm mất lá thư của mẹ. Chắc là trong thư mẹ con đã gửi gắm nhiều điều lắm. Chưa cần đọc thư, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy công tử đây rất giống hoàng thượng như y giọt nước. Chúng ta sẽ tìm bức thư sau. Con đừng lo, con đúng là hậu vệ của ta mà. Vậy thì ta không còn lo lắng, không có người nói dối rồi. Cấp báo, cấp báo, hoàng thái tử đang đến tìm hoàng thượng. Nói bậy bạ gì? Hoàng thái tử nào? Dạ hoàng thái tử thật mà. Người này nói có mang theo vật chứng để tố cáo hoàng thái tử giả trong cung. Thế này là thế nào chứ? Dạ bẩm hoàng thượng, Tiểu Sinh cũng không hiểu gì cả. Cho nghỉ vào ngay. Ân nhân. Dạ, con trẻ xin ra mắt phụ vương. Ngươi có gì trình báo chứ? Ân nhân. Xin chào. Người đây là Ân nhân. Anh sao vậy? Hỏi chào hỏi. Ngươi giải thích ngay đi. Vì cớ làm sao? Có chuyện Tử Xưng là hoàng thái tử nào ở đây? Phải, ta sẵn lòng nghe đây. Muôn tâu phụ vương, con mới chính là hoàng thái tử mà người đang kiếm tìm. Còn kẻ này chỉ là phương giả mạo. Con xin hỏi
hắn có bằng chứng gì để chứng minh mình chính là con của bà Đinh Thị Liễu chăng? Hay là Phụ Dương và Đại Quan đây chỉ căn cứ vào những lời quan đường của nó rồi tin chăng? Ta tin vào trực giác của mình. Vì người này trông rất giống Hoàng Thượng. Thưa Phụ Dương, nếu như ngay từ bé con được sinh ra trong gia đình giàu có, được gần gũi với vua cha, thì chắc chắn con phải có nét giống cha. Còn đằng này, ngay từ khi sinh ra con, hai mẹ con quá lam lũ và vất vả, thì con xin phép được hỏi vua cha, thì làm sao con giữ được nét thanh tú? Tâu Hoàng Thượng, người này nói cũng có lý lắm. Người nói vậy là người có bằng chứng hay sao? Dạ, nếu như không có thì con mang tội mạo danh, chắc chắn con sẽ rơi đầu. Thưa Phụ Dương, đây là bằng chứng chứng minh con chính là dòng dõi của ngài. Ân Như, đây chính là bức thư của mẹ tôi mà. Thì ra anh là người đã chiếm đoạt nó. Trời ơi, như vậy là tôi đã mắc lừa anh rồi. Ta sẽ nói chuyện với người sau. Đừng hòng mối xìu qua mắt thợ. Thôi chết rồi Hòa Thượng ơi, bức thư này là thật thì người mang nó không thể nào giả được. Đây chính là thủ bút của nàng, người con gái năm xưa đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ta đây mà. Quá ra người giữ bức thư này chính là con trai của ta với nàng hay sao? Thưa Hoàng Thượng, hoàng cho tiểu sinh quá. Bức thư này chính là bức thư của mẹ tiểu sinh. Hoàng Thượng à, Chính người này đã lập mưu chiếm đoạt nó. Bẩm Hoàng Thượng, người này đây chính là ân nhân mà tiểu sinh đã kể với ngài. Người này đã đi cùng tiểu sinh lên kinh và biết rất rõ về lá thư này. Thưa Hoàng Thượng, anh ta còn nói với tiểu sinh là sẽ bỏ nghề theo để lên kinh tìm cơ hội mới. Tâu Phụ Dương, hắn ta là ai con không biết. Hắn đang sàm tấu với Phụ Dương chuyện gì vậy? Sao đây bệ hạ, sao ai cũng có lý hết vậy? Ta cũng rối trí quá rồi. Bên tình á thì rõ ràng ta dành cho người đến trước, nhưng mà người đến sau á lại giữ lý trong tay. Ta biết tính sao đây? Chúng ta phải kiếm kế quản binh thôi, để tìm ra chân sự thật, mọi sự trắng đen sẽ sớm ngã ngủ. Trước mắt quân mây hãy dọn hai thư phòng cho hai vị này nghỉ đã. Có chuyện chi vậy? Thưa ngài, Hoàng Thượng truyền chỉ nội trong đêm nay phải may xong y phục này để mai dâng lên người, cũng là một cách thử tài, ai thua sẽ chịu phạt. Tôi phải may xong y phục này nội trong đêm nay? Đúng vậy. Tôi xin lãnh chỉ. Mình phải cố gắng. Thưa ngài, chuyện gì? Ngươi không thấy ta đang nghỉ ngơi sao? Nói lẹ. Hoàng Thượng truyền chỉ nội trong đêm nay phải may xong y phục này để mai dâng lên người, cũng là một cách thử tài, ai thua sẽ chịu phạt. Lui đi. Hoàng Thượng cho thi tài. Đây là nghề ruột của mình mà. Cho đòi thư sinh tên Văn vào trước.
tiểu sinh Đinh Văn chúc hoàng thượng thánh an. Tay ngươi bị sao vậy? Dạ, đội ơn hoàng thượng quan tâm. Bẩm hoàng thượng, tiểu sinh dũng về, tiểu sinh đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ may được như thế này, còn bị kim đâm vô tay nữa. Hai chiếc áo không nên thân. Tao linh tính ngay từ đầu, đây là con trai của ta mà. Cho chuyện người thứ hai vào. Chuyện cho người thứ hai vào. Con trẻ xin ra mắt phụ vương. Kìa, người đã mai xong áo chưa? Sao không đem tới so tài? Bẩm phụ vương, con cũng không biết ngài nghĩ làm sao nữa, tự nhiên bắt con trẻ phải làm những chuyện như vậy. Từ nhỏ đến giờ á, mẫu thân của con á dạy con theo cái gia phong của hoàng tộc, cho nên nếu mà vua cha bắt con cưỡi ngựa bắn cung hoặc làm thơ ngâm vịnh á thì con sẽ thực hiện liền. Chứ cái đời nào mà con cầm kim đâu mà bắt con may với lại giá. Tâu hoàng thượng, người này nó cũng có lý lắm. Khanh nói không sai, nhưng hoàng tử chỉ có một thôi. Trong thư nàng viết rõ ràng là sanh cho ta chỉ có một đứa con trai thôi mà. Dạ. Thôi, tâu hoàng thượng, xin trù hoãn lại để tìm cách khác. Được, nhất định phải tìm cho ra được kẻ giả mạo. Dạ. Ta đau đầu quá, nhất định phải tìm cho ra được kẻ mạo danh. Bệ hạ, xin bệ hạ chớ quá lo nghĩ mà ảnh hưởng đến Long Thể. Ta phải nhanh chóng tìm rõ thực hư giữa hai người đó, ai là thật ai là giả. Một trong hai người đó chắc chắn có một người là con trai của ta. Thử hỏi ta không nôn nóng sao cho được chứ. À kìa, đằng kia có một quán nước, xin mời người vào nghỉ chân. Chị có uống nước mà. Dạ, dạ được rồi chị. Con mẹ, cô ăn hết cái bánh này, mẹ cho con thêm một cái nha. Dạ. Mẹ. Sao mẹ chóng mặt quá, mình đi về đi con. Chị ơi, tính tiền đi chị. Dạ. Đi con. Tính tiền đi chị. Mẹ, mẹ có sao không? Đi mau đỡ bà mẹ lên. Chị có sao không vậy? Ô, hai mẹ. đỡ chị nha. Mẹ có sao không vậy mẹ? Mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi. Mẹ. Chị uống nước cho tỉnh chị. Mẹ. Mẹ ơi. Đại quan, sao đại quan, sao ta nghe nói là
hoàng thượng sắp băng hà đúng không? Vậy liệu người có đủ tỉnh táo để mà viết chiếu chỉ truyền ngôi cho ta không? Đại quan à, hoàng thượng bệnh nặng như vậy sao? Đại quan, tôi xin ông hãy truyền mời các cả các thần y khắp nơi tới đây để chữa trị cho hoàng thượng đi. Hoàng thượng, ngài bất ngờ lâm trọng bệnh, chúng ta trở tay không kịp nữa rồi, chắc là phải lo hậu sự thôi. Không, không thể như vậy được. Trời Phật ơi, xin hãy cứu lấy người hiền mẫu thân. Con chưa hoàn thành tâm nguyện của mẹ mà cơ sở lại như vậy. Đại quan, ông nói cho tôi biết đi, thầy giỏi ở đâu? Ông nói đi, tôi tới tôi mời thầy giỏi về đây chữa trị cho hoàng thượng. Ông nói đi đại quan. Nói cái gì? Bộ người bị điên sao? Ngươi không nghe đại quan nói là phải lo hậu sự, mà nếu lo hậu sự, à, hậu sự tức là ta sắp đăng quang. Đúng rồi, ta sắp đăng quang, đúng không? Đúng không đại quan? Đất nước này một phút làm sao thiếu vua được. Ta sẽ gánh lấy trọng trách nặng nề này. Ông trời ơi, ông thiệt là có mắt, khát vọng một đời của con sắp thành hiện thực rồi. Không thể như vậy được. Mẹ ơi, nếu như con hiểu ra cha mình là ai thì lại đối diện với sự thật vô hạn này. Cha ơi, con chưa được gọi tiếng cha một lần, sao cha nỡ bỏ con? Xin người hãy bình tâm, giờ đã đến lúc chúng ta phải lo hậu sự cho kẻ này. Cái gì? Nè, đại quan không được ăn nói sầm bậy. Nè, làm gì bắt tôi hả? Đại quan, cung thỉnh hoàng thượng. Cha ơi, hoàng thượng, cha buông ra. Con, hoàng thượng, con hãy đứng lên đi. Con vẫn là con trai của ta mà, chỉ cái tình thương yêu máu mủ ruột ra mới làm con phải bi lụy như vậy, nghe tin xấu về cha ruột của mình. Tội nghiệp con đã chịu nhiều thử thách. Hoàng thượng, cha, còn tên kia, tên lừa dối phản bạn, ta sẽ trừng trị những người thích đáng. Sao giờ cha khỏe vậy? Hồi nãy con nghe nói là cha băng hà mà. Bây giờ con thấy cha, con thấy cha xuất hiện nè, cha mạnh khỏe, con vui dữ lắm. Đến giờ này ngươi vẫn gọi ta là cha sao? Tên khốn kiếp, kẻ nào dịu múa mỏ đòi xương dương xương bá ở đây, thật là to gan mà. Tấu hoàng thượng, xin cho chém đầu làm gương. Y lệnh. Hoàng thượng ơi, thả lỗi cho hạ thần đi. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng ơi, đừng có giết hạ thần. Hoàng thượng ơi, thưa cha, con xin cha tha thứ cho hắn. Con nghĩ là hắn chỉ nhất thời tỏ lòng tham thôi, chứ thật sự không phải là con người có lòng giả nham hiểm đâu cha. Thưa cha, dù sao con cũng nợ một món nợ ân tình với hắn, xin cha hãy mở lượng hải hà. Con xin hoàng thượng đại xá cho kẻ hèn này. Con có mắt mà không có trồng. Con bị ma quỷ nó nhập, con ăn nói sầm bậy á. Đừng có giết con. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng mở lượng hải hà, làm ơn đi, cho con trở về làm tên thử tiêu như ngày xưa đi. Thưa cha, em Nhân ơi, em Nhân tha lỗi cho anh đi, anh trả lại hết, anh trả lại bức thư cho em luôn. Nhân ơi, con anh. Cha, hắn biết lỗi của hắn rồi, cha tha cho hắn đi cha. Con của ta thật là đức độ, nhân ngày vui cha con ta hội ngộ, ta còn đại xá cho ngươi đó, nhưng mà dạy cho ngươi bài học để bỏ thói quan tưởng sằng bậy. Quân bê đâu, lôi ra ngoài đánh 20 heo, bố thí cho nó 20 đồng để về quê. Dạ, đi. Có đổi hơn hoàng thượng. Cha. Con. Thank you.
giấu gì anh. Trước khi lâm chung, mẹ có giao cho em báu vật này. Mẹ dặn là bằng mọi cách phải đưa báu vật này đến tận tay nhà vua. Anh cũng đang trên đường lên kinh nè, thôi hai anh em mình đi đi. Chính người này, chính người này đã lập mưu chiếm đoạt nó. Hoàng thượng, ngài bất ngờ lắm trọng bệnh, chúng ta trở tay không kịp nữa rồi. Ông trời ơi, ông thiệt là có mắt, khát vọng một đời của con sắp thành hiện thực rồi. Tên khốn kiếp, kẻ nào chịu múa bỏ đòi xương dương xương ba ở đây. Cha mạnh khỏe, con vui dữ lắm. Đến giờ này ngươi vẫn gọi người ta là cha sao? Anh trả lại hết, anh trả lại lại mất thương cho em luôn. Nhà ơi, con của anh. Cha, hắn biết lỗi của hắn rồi. Cha tha cho hắn đi cha. Quỳnh mày đâu? Lôi ra ngoài đánh 20 heo. Bố thiếu cho nó 20 đồng để về quê.